Let's go. Ôi giời ơi, Bandit. Muzi right now? No, sorry. Best of cycle right now! Why is he gonna want Muzi in the game? Bro, why your title Viper when you lost? You are not able to watch him. Hey, Viper, he's just offline. He's just offline. How? How to speak him when he offline? You understand, bro? He's just offline. Just me. Let me show when he available so he can play more when he online. You understand, bro? Hey, hey, hey! Let's change the title. What the hell? What? Why you tell me about shit? Don't click back to my phone, not cool. Okay, you should ban. Get out of my way. Bomber. Malabang. Rơi Việt Nam. Yeah, I'm game hero. No, I think the best result is the world. Ông chơi nhiều đất lắm. Đích nào mà thắng được các cái đích khác thì tôi sẽ mang đi thôi. Not so much damage. Không, mùa sau nhất không có 3 lần nữa. Mùa sau là không có rồi. Cứ 3 tháng là tôi có 1 3 lần mà. Mà chúng ta mới tuần tháng này là tháng thứ 2. Bắt đầu tháng thứ 2 chứ gần tháng này. Indian, BNC, Yelit. Yeah, BNC, yeah. No, sorry, I'm wrong. I read a preset. The only most player got by a man, not human. Anyone in Vietnam play Hotline Cycle? Yes. But players, they cannot get high ratings. Dragon, I love the game. Nah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hawk cycle. Bad. Let's go. Remy Ali, Yan. Let's go. Watch your professional bad guys. Oh. Đấy, 6 năm nữa. Có bao nhiêu anh em Việt Nam đấy đang xem nhỉ? Có anh em Việt Nam có bao nhiêu người đang xem ở đây comment nó phát. Mình đang có cái chuyện này muốn hỏi.
em chán Linh Bầu rồi, nó chơi chơi nó chơi bây giờ nó chuyển sang chơi hop, hop hợp lý hơn. Linh Bầu ngày xưa chơi. Chín năm. Hôm qua mình có xem Twitter, có xem TikTok, có một TikToker nào đấy làm một cái clip khá là thú vị. Hôm nay thì họ trên báo thì họ đưa tin về cái vụ án ở Hải Dương. Bây giờ mình mới để ý. Ngày hôm qua có một cái clip mà làm chữ TikTok á. Ok, cái vụ án rất là ly kỳ ở trên ở Hải Dương là như này. Ông này ông là người của một người Hải Dương. Cách đây 7 tháng thì ông đi lái con xe Mazda đi đòi nợ. Và cái đòi nợ của ông đấy là đến cái tiệm thuốc ở Hải Dương gì đấy. Và sau 7 tháng ông mất tích. Và bây giờ thì là ông đã bị chết rồi. Và câu chuyện ly kỳ kỳ luôn. Mà nó là đọc hôm qua mình nghe thì mình loáng thoáng mình không để ý, nhưng mà hôm nay đúng là báo lên báo rồi mình biết là kỳ sự. Hai vợ chồng họ giết mà họ để trong nhà tắm luôn. Kinh quá. Đọc thật sớm cho tay ốc. Anh em nào không biết thì nên đọc cái báo ngày hôm nay. Vụ án ở Hải Dương cứ gõ là biết. Ngày hôm nay vụ án tiếp tục Hải Dương. Mà bây giờ đúng sau 6 tháng thì bây giờ cả nhà mới phát hiện ra cái ô tô thì mới biết là đây thì của anh em không tin nữa, anh em mà không tin thì đúng là mình thực ra là mình không đùa với chuyện này mà đọc ghê quá. Đây nhá, mình được chia cho mẹ. Đây là cái cơ đây người làm câu chuyện này. Hôm qua có một TikToker họ phân tích mà đúng thật, bây giờ mình đọc mình mới để ý luôn. Hôm qua xuất hiện trang chủ sợ nghe sợ quá. Oh, Minimizer top 1, come on. Okay, Ian top 1, let's go. Let's go. Let's go. Top 1, Ian top 1. Muji and Ian. Okay, let's go. Let's go. The last game. Muji and Lan. As my book here, let me thank you, bro. As my book, please. Thank you.
Okay, I'll do Ashram later, don't worry. Okay, defensive sweep. Take a picture. Subscribe!